Giữa bốn bể sóng vỗ, thừa nắng, gió, thừa cát, thiếu đất, thiếu nước ngọt, nhưng trên các đảo của quần đảo Trường Sa vẫn phủ một màu xanh tươi tốt. Thành quả này ngoài sự hỗ trợ của quân và dân đất liền gửi ra, thì hàng triệu ngày công, tâm huyết của lớp lớp cán bộ, quân và dân đã và đang công tác, sinh sống tại quần đảo Trường Sa tạo nên sắc xanh giữa trùng khơi của Tổ quốc. Nhìn màu xanh ngút ngàn phủ kín tới 90% diện tích đảo, ít ai nghĩ chỉ 2 năm trước, 80% cây xanh trên đảo Song Tử Tây đã bị cơn bão số 9 quật đổ. Trong hoàn cảnh đó, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đây đã tập trung trồng lại những cây đổ, ươm giống tại chỗ, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, chiến sĩ trong việc thực hiện xanh hóa đảo. 2 năm qua, thì được sự quan tâm tạo điều kiện từ giống, phân, nước, rồi hỗ trợ của các tổ chức về phương pháp, thì cán bộ, chiến sĩ trên đảo đã hiện thực hóa được và dần dần trả lại được cái hồi sinh lại cái môi trường mà xanh trên đảo, màu xanh trên đảo như trước khi bão. Tâm, tình và trí và lực của người cán bộ chiến sĩ gửi hồn và qua cây để chăm sóc những cây này lên. Cây phát triển, tức là ý chí của con người đã cảm ơn lên khắc phục. Là bí thư chi đoàn, đồng thời là người được giao trực tiếp phụ trách vườn ươm giống cây, Trung úy Trịnh Duy Quyền luôn coi mỗi cây xanh trong vườn như những đứa con tinh thần của mình. Từ vườn ươm nhỏ này, mỗi năm hơn 4.000 cây xanh đã đâm chồi nảy lộc, gây dựng màu xanh trên đảo và cung cấp cho một số đảo lân cận. Phát huy cái tinh thần cố gắng chăm sóc của các anh, các chú đi trước, mình sẽ tiếp tục cái đó là truyền thụ những kinh nghiệm cho những người đi sau. Thế còn dẫu biết là nhiều khi nó trồng nó vẫn có một số cây nó không may nó chết thì vẫn biết là cũng là buồn thật, nhưng mà đấy là kinh nghiệm cho mình rút ra để là mình làm cho những lần sau nó sẽ được tốt hơn. Ở quần đảo Trường Sa, nơi mà khí hậu khắc nghiệt, thì cây xanh càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong điều kiện nắng nóng, gió biển và thiếu nước ngọt, việc trồng và chăm sóc cây xanh của quân và dân trên các đảo cũng vất vả hơn ở đất liền gấp nhiều lần. Nhưng bằng nỗ lực vượt khó, hàng nghìn cây xanh đã vững vàng vươn lên trong gió biển. Để hưởng ứng phong trào xanh hóa Trường Sa, trong thời gian vừa qua thì Đảng ủy chỉ huy đảo chúng tôi đã xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của đảo để góp phần xây dựng cảnh quan môi trường trên đảo. Chúng tôi đã phát động, huy động các lực lượng, bà con nhân dân, các lực lượng đứng chân trên đảo Trường Sa đã tổ chức ươm các vườn ươm cây và tổ chức che chắn và trồng cây. Đến Trường Sa hôm nay, nhiều người sẽ ngạc nhiên bởi những hòn đảo dù nhỏ nhưng luôn xanh mát. Vượt lên bão, gió và vị mặn của biển, hoa giấy, hoa sứ, hoa mười giờ, hoa bàng vuông vẫn đua nhau khoe sắc, giống như sức sống mãnh liệt của lớp lớp cán bộ, quân dân nơi đây, và là thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.